Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông lông, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Thần linh nhân ái cao xa, xin
như Đức Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha trong và ngoài giáo phận phát diệm, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em, cách riêng cộng đoàn giáo xứ Phúc Nhạc. Hôm nay tôi hiện diện ở đây để giới thiệu với cộng đoàn giáo xứ Phúc Nhạc cha chính xứ mới của anh chị em, cha Phêrô Mai Văn Vọng. Cùng với cha chính xứ thì tôi cũng khuyên mãi thêm một cha phó, cha Hàn Tôn Nguyễn Thế Anh. Hy vọng với sự hiện diện của các cha trong vai trò chính xứ hay phó xứ sẽ trở nên hình ảnh của người mục tử nhân lành là Đức Kitô hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta. Xin quý hương bà anh chị em đón nhận các ngài và cùng cộng tác với các ngài để xây dựng phát triển giáo xứ Phúc Nhạc chúng ta trở nên một cộng đoàn yêu thương phục vụ như lòng Chúa mong ước. Liền sau đây nghi thức nhận xứ sẽ cho chúng ta thấy rõ vai trò trách nhiệm của cha chính xứ giữa cộng đoàn là chăm sóc quản trị đảng chiên của Chúa mà Chúa trao phó. Chúng ta cùng cầu nguyện cách khiên cho ngài với ơn trợ giúp của Chúa sẽ chu toàn cái sứ vụ trách nhiệm mà Chúa và giáo hội trao phó. Xin mời cộng đoàn ngồi. Chăm sóc mục vụ các giáo xứ là nhiệm vụ của giáo mục giáo phận, nhưng vì không thể thường xuyên hiện diện nơi mỗi giáo xứ, ngài ủy quyền cho các linh mục. Việc ủy quyền được thể hiện qua bổ nhiệm thư, tức bài sai của Đức Giáo mục. Chúng con kính mời cha Phêrô Vũ Đức Phượng, chính xứ Yên Vân, công bố quyết định bổ nhiệm cha Phêrô Mai Văn Vọng làm chính xứ giáo xứ Phúc Nhạc. Tòa giáo mục phát diệm bổ nhiệm thư kính gửi cha Phêrô Mai Văn Vọng, linh mục giáo phận phát diệm. Cha Phêrô thân mến, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, vì lợi ích chung của giáo phận và giáo xứ Phúc Nhạc, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và tham khảo ý kiến của những người có liên hệ trách nhiệm, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm giáo mục giáo phận phát diệm quyết định cha chấm dứt nhiệm vụ trưởng ban tu sinh chủng sinh giám đốc tiểu chủng viện phát diệm xã Kim Chính huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, bổ nhiệm cha làm chính xứ giáo xứ Phúc Nhạc xã Khánh Nhạc huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình với quyền quản hạt Phúc Nhạc. Cha có đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của giáo luật kể từ ngày chính thức nhận nhiệm sở mới. Tôi nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phêrô quan thầy của cha thương chúc lành và nâng đỡ cha trong nhiệm vụ mới này, để nhờ nhiệt tình tông đồ của cha, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phúc Nhạc luôn tiến bước trên đời sống tin mừng yêu thương của Chúa Kitô và chia sẻ tin mừng này cho mọi người xung quanh. Làm tại tòa giáo mục phát diệm ngày 18 tháng 6 năm 2024, Phêrô Kiều Công Tùng, giáo mục giáo phận phát diệm.
theo giáo luật. Trước khi nhận một trách nhiệm quan trọng trong giáo hội, tân chức phải tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và tuyên thệ trung thành với giáo hội. Trước khi lãnh nhận và thi hành chức vụ, cha tân chính xứ cũng phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành như một người tôi tớ trung tín. Trước sự chứng giám của giám mục giáo phận, chúng con kính mời cha tân chính xứ. Tôi là linh mục Phêrô Mai Văn Vọng. Với đức tin kiên vững, tôi tin nhận và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh tin kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin kiên vững, tôi cũng tin nhận mọi chân lý hàm chứa trong Thánh Kinh hay Thánh truyền mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát trình bày phải tin như được Thiên Chúa mà khải. Tôi cũng cương quyết chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý mà giáo hội đã xác quyết. Ngoài ra, với lòng vâng phục thảo kính của ý chí và trí khôn, tôi chấp nhận các giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc giám mục đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, cho dù không công bố bằng định tín. Lời tuyên thệ trung thành. Tôi là linh mục Phêrô Mai Văn Vọng. Khi lãnh nhận nhiệm vụ chính xứ giáo xứ Phúc Nhạc này, tôi hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn trách nhiệm đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được mời gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức vụ đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, kiên trì truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo thuyết nào nghịch lại với kho tàng ấy. Tôi sẽ tuân thủ và cổ võ việc chấp hành luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo những điều mà giám mục đoàn công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để các hoạt động tông đồ thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội.
Tôi cũng hứa sẽ quản lý cách trung tín và sử dụng tài sản của giáo hội theo như giáo luật quy định. Những lời hứa trên không chỉ là hứa suông, nhưng là một lời thề hứa nghiêm túc, chẳng những với bản quyền giáo phận mà còn với chính Thiên Chúa. Vì thế, cha tân chính xứ sẽ tiến lên, đặt tay trên sách thánh để cầu xin ơn trên trợ giúp. Nguyện xin Thiên Chúa và sách tin mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Trao chìa khóa nhà thờ và nhà tạm. Với quyền hạn và trách nhiệm được Thiên Chúa và giáo hội ủy thác, cha chính xứ có bổn phận chăm sóc và mưu cầu lợi ích thiêng liêng cho mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa. Giờ đây, Đức Giám mục trao cho cha tân chính xứ chìa khóa nhà thờ và nhà tạm, tượng trưng cho quyền quản trị và thánh hóa dân Chúa. Từ nay, cha có trách nhiệm chăm sóc ngôi thánh đường này. Nhận ghế chủ tọa. Cha tân chính xứ được hướng dẫn đến ngồi chỗ của vị chủ tọa cộng đoàn. Vị trí này tượng trưng cho quyền bính, song là quyền bính của yêu thương để phục vụ như Đức Kitô, hầu cho đoàn chiên được sống dồi dào. Tại đây, cha xứ sẽ quy tụ và chủ sự các buổi cử hành phụng vụ để cùng với cộng đoàn tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa mọi tín hữu. Ngồi tòa giải tội. Tòa giải tội là nơi đón tiếp các tội nhân, nơi con người tìm được bình an trong Đức Kitô. Ngồi nơi tòa giải tội, linh mục trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và mời và lời mời gọi ân cần để con người đón nhận ơn tha thứ, trở về với Thiên Chúa và với cộng đoàn giáo hội. Mở cửa nhà tạm. Thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Đức Giám mục dẫn cha tân chính xứ đến mở cửa nhà tạm, chạm tay vào bình thánh, với ý nghĩa từ đây trong thửa tác vụ linh mục, Ngài luôn tiếp cận với Chúa Giêsu Thánh Thể và trao ban Chúa Giêsu là bánh trường sinh, đem lại sức sống thần linh cho đoàn chiên Chúa. Mời cộng đoàn quỳ. Lòng Chúa ai con không bên bờ, thương loài nhân thế đang vương tội nhớ, đem cho mau tin nuôi dưỡng xa hồn, ngày đêm ba xuống cho buồn ngàn đời, con xin kính tin mời cộng đoàn đứng. Qua nghi thức thứ nhất, chức chánh xứ, chúng ta thấy vai trò trách nhiệm của một cha xứ là thánh hóa cộng đoàn dân Chúa, giảng dạy và chăm sóc cho cộng đoàn. Chúng ta cùng nhân tâm tình tạ ơn Chúa, ca ngợi tình thương của Thiên Chúa đã dành cho giáo xứ chúng ta qua hình ảnh của vị mục tử hữu hình giữa cộng đoàn. Để đây cộng đoàn chúng ta cùng tôn vinh Chúa qua kinh vi danh.
Vinh danh Thiên Chúa trên con tầng trời. Bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Chúa ban thần khi để hướng dẫn chúng con, Chúa giang cánh tay để giữ gìn che chở. Xin mở lượng hai hàng, nghe lời chúng con cầu khấn ngài ban. Ước gì ân huệ Chúa không ngừng nâng đỡ đức tin hèn yêu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Gioan. Đây Chúa phán, ta sẽ tuôn đổ thần chí xuống trên xác thịt. Con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Ông già bà lão các ngươi sẽ thấy chiêm bao, thanh niên các ngươi sẽ được thị kiến. Và trong những ngày ấy, ta cũng sẽ tuôn đổ thần chí ta trên các tôi tớ nam và các tôi tớ nữ của ta. Ta sẽ thực hiện những việc kỳ diệu trên trời dưới đất, nào máu, nào lửa, nào cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng biến thành máu. Trước khi ngày vĩ đại và khủng khiếp của Thiên Chúa đến, bấy giờ kẻ nào kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu độ. Vì như lời Chúa đã phán là sẽ có ơn cứu độ trên núi Sion, tại Jerusalem và giữa những kẻ sống sót mà Thiên Chúa kêu gọi. Đó là lời Chúa. Để cách tất đôi bao.
Chúa đầy dư. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật đang rên rỉ trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần. Chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử và cứu chuộc thân xác chúng ta, vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều gì hy vọng thì không phải là hy vọng nữa, vì ai đã thấy điều gì rồi đâu còn hy vọng nó nữa. Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi. Đàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng tiếng than khôn tả, mà đứng thấu suốt tâm hồn thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin các thánh theo ý Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Thánh Thần, Người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Thầy đã trao cho Thầy mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Người quay lại phía các môn đệ và phán: Phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng Thầy bảo các con có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn thấy những điều các con thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sáng hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng hiệp thông với cha chính sứ mới giáo sứ Phúc Nhạc để dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Thế nhưng chúng ta lại dùng bản văn về Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Thánh Thần. Quý cha mặc áo đỏ để cầu xin cho cha chính sứ mới luôn đạt đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ vụ mà Ngài lãnh nhận. Vì thế cho nên có thể nói ngày hôm nay cha sứ Phúc Nhạc cũng đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, giống như bài tin mừng chúng ta nghe Thánh Luca ghi nhận về Chúa Giêsu. Và khi đã đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần thì cha Phêrô cũng mang lấy những tâm tình của Chúa Giêsu: Lạy Cha là Chúa trời đất, con cảm tạ Cha. Ngài cảm tạ Cha cũng đúng thôi, chính đáng thôi. Bởi vì hơn 20 năm làm linh mục, hôm nay mới được làm cha xứ lần đầu tiên, chúng ta đều nghĩ rằng đi tu, nhất là đi tu chiều, làm linh mục chiều thì phải làm cha xứ. Mới ra trường làm cha phó vài năm cũng đã mong làm cha xứ rồi. Còn đây 20 năm chỉ gắn bó với việc đào tạo ứng sinh, đào tạo linh mục tương lai cho giáo phận, bây giờ mới làm cha xứ lần đầu thì hoan lạc và tạ ơn Chúa là đúng rồi. Ngài 20 năm chứ tôi 25 năm linh mục rồi, chưa được làm cha xứ bao giờ. Nên suốt gần 25 năm linh mục cũng chỉ gắn bó với việc dạy học, đào tạo, rồi phục vụ những việc chung của giáo phận thôi. Nhưng cuối cùng Chúa không cho coi một giáo xứ mà Chúa lại bắt coi cả một giáo phận. Ấy cho nên cái tâm tình đầu tiên của cha Phêrô ngày hôm nay là tạ ơn Chúa. Rồi Ngài cũng ý thức cái sứ vụ của mình khi đảm đương cái trách nhiệm là một cha xứ. Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn. Khi đến với giáo xứ Phúc Nhạc, khi làm cha chánh xứ
phúc nhạc này, Ngài tiếp tục cái ý định, cái chương trình của Thiên Chúa là giúp cho những con người bé mọn trong cộng đoàn này, trong địa bàn này, nhận ra mặc khải của Thiên Chúa. Mặc khải mà chính Đức Giêsu đã đem đến cho nhân loại, đến cho trần gian chúng ta. Mặc khải về một Thiên Chúa không phải là ở xa, ở trên cao, mà một Thiên Chúa rất gần. Một Thiên Chúa là người cha. Một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Đấy, trách nhiệm sứ vụ của mặt cha xứ giữa cộng đoàn là như vậy. Về phần chúng ta, về phần cộng đoàn giáo xứ Phúc Nhạc này, dù đã hơn 235 rồi, với một bề dày về lịch sử, về truyền thống, và hiện tại với hơn 3.000 giáo dân cũng thuộc loại là sứ lớn trong giáo phận đấy. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng chỉ là một đàn chiên nhỏ bé. Mỗi người chúng ta đều là những con chiên nhỏ bé, những con người bé mọn của Chúa thôi. Hãy nhớ điều đó. Mà đã làm bé mọn thì sẽ được Chúa yêu thương. Nhà thơ Trễ Lan Viên đã nói, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con. Thì mỗi người chúng ta, mỗi cộng đoàn chúng ta cũng như vậy thôi. Đối với Chúa vẫn chỉ là những cộng đoàn bé nhỏ, những đàn chiên bé nhỏ, những đứa con, những con chiên bé nhỏ của Chúa, luôn luôn được Chúa quan phòng, chăm sóc, yêu thương. Tâm tình của cha xứ là thế. Sứ vụ của một cha xứ là thế. Chúng ta cùng hiệp thông với Ngài trong cái tâm tình tạ ơn đó. Đồng thời chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì vẫn, Chúa vẫn quan phòng, vẫn yêu thương để giữa một đàn chiên. Chúa vẫn gửi đến như mục tử để chăm sóc cho cộng đoàn, cho từng người chúng ta. Ý thức được điều đó. Để rồi mỗi người chúng ta, cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay không chỉ là đón tiếp ca sứ mới trong một cái bầu khí tưng bừng kèn trống rồi thánh lễ rất trang nghiêm sốt sắng, mà điều quan trọng là chúng ta cần phải tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho Ngài, cùng cộng tác với Ngài, tích cực tham gia vào đời sống của cộng đoàn giáo xứ qua những chương trình mà cha xứ hoạch định. Để rồi cả cộng đoàn giáo xứ Phúc Nhạc này, từ mục tử đến đàn chiên, sẽ trở thành một cộng đoàn hiệp hành như Chúa muốn, cùng góp phần của mình để xây dựng giáo xứ chúng ta, để gìn giữ, để bảo vệ cái truyền thống mà cha ông chúng ta hơn 200 năm qua đã để lại. Chớ gì mỗi người trong cộng đoàn chúng ta dưới sự chăm sóc hướng dẫn của cha chính xứ mới sẽ luôn cảm thấy là mình có phúc, được Chúa chúc phúc qua những điều mà chúng ta thấy, qua những điều chúng ta nghe, qua đời sống và sứ vụ của cha chính xứ mới. Như Chúa Giêsu đã nói, phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy. Vì có những tiên tri vua Chúa đã muốn thấy những điều các con thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe mà đã chẳng được nghe. Đấy, hạnh phúc của chúng ta. Để rồi qua những gì chúng ta thấy, qua những gì chúng ta nghe, ta nhận ra phúc lành của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, từ những gợi ý, từ thánh lễ, qua nghi thức nhận chức cha xứ, qua những bài đọc mà chúng ta vừa lắng nghe, cộng đoàn chúng ta cùng tiếp tục tham dự thánh lễ này, cầu nguyện đặc biệt cho cha chính xứ trong sứ vụ vừa đảm nhận, cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ Phúc Nhạc của chúng ta sẽ luôn luôn hiệp nhất, luôn luôn hòa thuận, gắn kết với nhau, cộng tác với nhau để bảo vệ và xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô nơi giáo xứ Phúc Nhạc này.
lập lại lời hứa khi chịu chức. Ngày chịu chức linh mục, cha tân chính xứ đã hứa hết lòng phụng sự Chúa và tận tâm phục vụ các linh hồn. Giờ đây, giữa cộng đoàn dân Chúa được ủy thác cho Ngài, một lần nữa Đức Giám mục mời gọi cha tân chính xứ lập lại lời hứa trong ngày chịu chức. Cha Phêrô rất thân mến, trước mặt cộng đoàn giáo dân được giao phó cho cha chăm sóc, cha hãy lập lại quyết định mà cha đã tuyên bố ngày cha chịu chức linh mục. Cha có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ của cha là cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Thưa con muốn. Cha có muốn chiêu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa thấp vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Thưa con muốn. Cha có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong nghi lễ tạ ơn và bí tích hòa giải không? Thưa con muốn. Cha có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Thưa, nhờ ơn Chúa giúp, con muốn. Cha có hứa kính trọng và vâng phục đấng bằng quyền của cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi cha. Nghi thức lập lại lời hứa ngày chịu chức linh mục của cha tân chính xứ đến đây kết thúc. Mời cộng đoàn đứng cùng hiệp tông dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương dân Người và ban các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, cộng đoàn chúng ta cùng khiêm tốn dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành. Chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh hiền thê của Đức Kitô, xin Chúa ban cho Hội Thánh có thêm nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước, để Hội Thánh luôn phát triển và nên dấu chỉ ơn cứu độ cho con người giữa thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phêrô và các linh mục trong giáo phận chúng ta, xin Người luôn che chở và ban cho các ngài muôn ân huệ cần thiết để hướng dẫn đoàn chiên Chúa trao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho cha Phêrô, chính xứ mới của giáo xứ chúng ta, xin Chúa thương gìn giữ và ban cho Ngài sức khỏe hồn xác cùng muôn phúc lộc để Ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa và giáo hội trao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cũng cầu xin Chúa trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta hôm nay hân hoan đón mừng cha chính xứ mới. Xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ luôn yêu thương và hợp nhất với nhau, tích cực cộng tác với cha xứ, góp phần xây dựng giáo xứ phúc nhạc thân yêu của
chúng ta ngày càng phát triển. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin đoái thương nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho họ dư đầy những ơn cần thiết cho sứ mạng làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh và qua chức vụ của mỗi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tiến lên thiên cung, son vàng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin lửa thần khi Chúa thánh hoa lễ vật chúng con dâng như xưa trong ngày lễ ngũ tuần, chính người đã thiêu đốt tâm hồn các môn đệ Chúa Kitô, đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa ban những ân huệ thích hợp cho mỗi thời đại và dùng nhiều cách thế lạ lùng để hướng dẫn hội thánh bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúa hằng nâng đỡ hội thánh để hội thánh luôn trung thành tuân phục Chúa. Nhờ đó khi gặp thử thách, hội thánh không ngừng khẩn cầu Chúa. Lúc được an vui, hội thánh không ngớt dâng lời cảm tạ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, hợp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa và tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy
Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các đấng các bậc đã coi sóc giáo xứ chúng con, các linh hồn tiền nhân ân nhân thân nhân của giáo xứ chúng con. Chúa đã gọi ta khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiến vinh và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha ta sáng, được Cha chỉ lên, ý Cha thành dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho và sự giữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, nguyện Chúa đấng xóa tội trần gian,
Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con rằng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mãi. Thank you.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã cho chúng con bánh thật bởi trời, đem lại cho chúng con nguồn sinh lực mới. Ước chi tiệc thánh thể làm cho chúng con được thâm nhuần thần khí và giúp chúng con đạt tới vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn an tọa. Giờ đây, một vị đại diện giáo xứ sẽ bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha, cảm ơn quý cha và quý khách, đặc biệt là tâm tình đối với cha thân chính xứ. Trọng kính Đức Cha Phêrô, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, chủng sinh, quý cố, quý ân nhân, quý thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là ngày hồng phúc mà Thiên Chúa đã ban xuống cho giáo xứ Phúc Nhạc chúng con, được Đức Cha giáo phận yêu thương bổ nhiệm cha tân chính xứ Phêrô Mai Văn Vọng và cha tân phó xứ Anton Nguyễn Thế Anh về coi sóc và dẫn dắt giáo xứ chúng con, để chúng con ngày một thăng tiến trong đức tin và tình yêu của Thiên Chúa. Trước hết, con xin thay mặt hơn 3.600 giáo dân Phúc Nhạc dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ vô nhiễm, nguyên tội và các thánh tử đạo quê hương, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha giáo phận. Đức Cha đã yêu thương trao ban hai cha về cùng đồng hành dẫn dắt giáo xứ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy ôn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để Đức Cha chèo lái con thuyền đức tin của giáo phận ngày càng tươi mới hơn. Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế vì tình liên đới với hai cha mới và yêu thương giáo xứ chúng con, mà quý cha về đông đủ hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho hai cha mới và cho giáo xứ chúng con. Xin được cảm ơn quý thầy, quý sơ, quý cố, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và quý cộng đoàn cùng hiệp thông với giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng phúc lớn lao này. Giờ đây, chúng con xin phép có đôi lời thân thưa cùng cha tân chính xứ Phêrô. Kính thưa cha, từ thập niên 80 của thế kỷ trước, hình ảnh một chú lễ sinh đồng hành cùng cha cố Anton, rong ruổi phục vụ miền Phúc Nhạc, trong đó có giáo xứ chúng con, vẫn còn rõ nét nơi giáo dân Phúc Nhạc. Suốt thời gian phục vụ quê hương Bà Đê, cha đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong đời sống đức tin và đời sống mục vụ theo linh lão Thánh Anne Lê Thị Thành. Và hôm nay, trong vai trò chủ chăn mới, chúng con hy vọng và tin tưởng với tình yêu và lòng nhiệt huyết mà Chúa đã trao phó cho cha, cùng với sự cộng tác của cha phó Anton, giáo xứ sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng con kính chào cha, chúng con xin hứa sẽ nhiệt tình phục vụ, vâng phục, hiệp hành với cha trong mọi lĩnh vực thi hành sứ vụ của cha. Trọng kính Đức Cha Phêrô, kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn. Giờ này, chúng con không biết kể sao cho hết những tâm tình của chúng con lúc này. Chúng con chỉ biết dâng lời tạ ơn, cảm ơn chân thành. Kính chúc Đức cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh và toàn thể cộng đoàn sức khỏe, bình an và dồi dào ân lành của Chúa. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm và các thánh tử đạo Phúc Nhạc, để tỏ lòng thành kính và biết ơn, chúng con có bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha, cha tân chính xứ và cha phó xứ. Xin Đức Cha và hai cha vui lòng đón nhận. Chúng con đồng cảm tạ.
nhận nhiệm vụ bề trên vừa trao phó. Chắc chắn cha Tân Chính Sứ có nhiều tâm tình muốn thân thưa với Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Chúng con kính mời cha. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể cộng đoàn. Trong niềm vui của ngày nhận sứ mới của con hôm nay, Đức cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã về dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban cho giáo hội và cách riêng cho bản thân con. Trước tình thương bao la ấy của Chúa, con xin dâng lời tri ân cảm tạ. Con tạ ơn Chúa vì từ muôn thuở Chúa đã yêu thương gọi tên con, cho con được làm người và làm con Chúa. Hơn nữa, Chúa còn cho con được là linh mục chia sẻ sứ vụ yêu thương phục vụ của Chúa. Con xin dâng trọn con người và sứ vụ của con lên Chúa làm lễ vật cảm tạ tri ân. Con xin tri ân Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến đã chuyển chức linh mục và sai con đi học nâng cao. Con xin tri ân Đức Tổng Giuse Nguyễn Đăng đã tín nhiệm trao cho con sứ vụ đồng hành với các lớp chủng sinh của giáo phận. Đặc biệt, con xin chân thành tri ân Đức Cha Phêrô. Trong suốt thời gian qua, Đức Cha đã luôn yêu thương, quan tâm, hướng dẫn con thi hành sứ vụ sao cho được chu đáo, tốt đẹp. Và hôm nay, Đức Cha đã tin tưởng trao cho con sứ vụ mục tử để cộng tác với Đức Cha trong việc giảng dạy, thánh hóa và quản trị đoàn Thiên Chúa tại giáo xứ đền thánh Phúc Nhạc này. Con xin dâng vâng lời Đức Cha và phó thác tất cả cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa qua sự bảo trợ của các thánh tử đạo tại Phát Diệm, đặc biệt là cha thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, cha xứ tiền nhiệm của con, và mẹ thánh Anê Đê Lê Thị Thành là bậc tiền nhân của con dân Phúc Nhạc chúng con. Con xin tri ân quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha trong và ngoài giáo phận vì tình thương và sự liên đới huyết thống linh tông bạn hữu đã về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho sứ mạng mới của con cũng như cho giáo xứ. Lời cảm ơn chân thành con muốn gửi tới quý cha xứ tiền nhiệm, cha cố An Tôn Đoàn Minh Hải, cha cố Du Xe Trần Văn Khoa, cha Toma Aquino Nguyễn Bá Khuê, cha Du Xe Vũ Ánh Hồng, cách riêng là cha Phêrô Trịnh Ngọc Do. Quý cha đã vun trồng và xây dựng giáo xứ đền thánh thân yêu này về mọi mặt trong trách vụ của quý cha. Xin Chúa luôn gìn giữ và chúc lành cho cuộc sống và sứ vụ của quý cha. Con xin cảm ơn quý cha trong ban chủng sinh và chủng viện Thánh Phaolô. Quý cha đã luôn yêu thương chia sẻ sứ vụ với con suốt thời gian 11 năm đồng hành với các lớp chủng sinh của giáo phận. Cảm ơn anh em chủng sinh. Thời gian hiệp hành với anh em thực sự là hoa thơm trái ngọt Chúa ban tặng cho cha trong những năm qua và chắc chắn vẫn luôn còn mãi trong suốt hành trình sứ vụ của cha. Con xin chân thành cảm ơn quý tu sĩ, quý ân thân nhân, linh tông huyết tộc, anh chị em giáo xứ phương thượng quê hương, cũng như bạn bè gần xa đã luôn đồng hành với con trong tác vụ linh mục bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh, quan tâm, động viên và khích lệ, và hôm nay đã hiện diện với con trong thánh lễ này. Giờ đây con xin phép có đôi lời với quý hội đồng mục vụ
tân cựu và quý cố, quý ông bà, anh chị em, giáo xứ đền thánh Phúc Nhạc. Thưa anh chị em, kể từ giờ này, tôi đã trở nên một với anh chị em trong gia đình giáo xứ. Khi vâng lời Đức Cha về đây với anh chị em, tôi luôn ý thức rằng Phúc Nhạc không phải là một tổ chức xã hội, càng không phải là một cỗ máy để điều khiển. Nhưng trên hết, đây là một gia đình để yêu thương, để tạo lập hạnh phúc cho nhau. Vậy từ nay, nối tiếp truyền thống đức tin hào hùng của tiền nhân, tất cả mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo xứ chúng ta, vì có Chúa là cha và chúng ta là anh em ruột thịt với nhau trong đức tin, chúng ta sẽ tích cực nâng đỡ dìu dắt nhau, đồng trách nhiệm tham gia xây dựng và phát triển gia đình giáo xứ chúng ta lớn mạnh trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương phục vụ mọi người, không phân biệt giáo lương. Làm được thế, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân sống động của tin mừng cho quê hương miền Yên Khánh thân thương của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý sơ, ban chấp hành, sứ họ, các hội đoàn và mọi người đã góp phần tổ chức thánh lễ hôm nay thật sốt sắng và tốt đẹp. Cuối cùng, tôi xin có lời chào thăm và cảm ơn quý vị chính quyền các cấp, cách riêng chính quyền xã Khánh Nhạc đã tạo điều kiện để chúng tôi có được buổi lễ trong trật tự và tôn nghiêm. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe, bình an và thăng tiến. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể cộng đoàn. Con đã nói nhiều nhưng không thể kể hết ân tình, ân nghĩa của mọi thành phần dân Chúa dành cho con. Con chỉ biết dâng trọn tấm lòng yêu mến kính trọng của con làm lời tri ân cảm tạ, dâng lên quý đấng bậc và tất cả mọi người. Xin tiếp tục yêu thương cầu nguyện cho con và cha phó của con nữa, để chúng con luôn trung thành chu toàn trách vụ mới này. Xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo Phúc Nhạc chúc lành cho quý đấng bậc và tất cả cộng đoàn. Trước khi kết thúc thánh lễ, tôi cũng xin chân thành cảm ơn hai cha, cha xứ Phêrô, cha phó Anton đã vui lòng chấp nhận theo sự sắp xếp nhân sự trong giáo phận dịp này để sẵn sàng cho sứ vụ mới tại cộng đoàn giáo xứ Phúc Nhạc Thê. Xin Chúa chúc lành và luôn đồng hành nâng đỡ hai cha trong sứ vụ mới. Tôi cũng xin cảm ơn cộng đoàn giáo xứ đã sẵn sàng đón nhận các cha mới và sự sẵn sàng đón nhận của quý ông bà anh chị em được thể hiện qua việc đón tiếp từ sáng đến giờ, qua việc cùng hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn và nhất là qua những tâm tình của vị đại diện giáo xứ là sẽ luôn sẵn sàng cộng tác hiệp hành với cha xứ để xây dựng phát triển giáo xứ Phúc Nhạc. Riêng bản thân tôi cũng phải tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người vì nhờ hồng phúc của cha xứ hôm nay mà tôi mới được dâng lễ ở trong nhà thờ Phúc Nhạc này. Bởi vì những lần trước đây toàn có dâng lễ ngoài sân như thôi. Xin cảm ơn và xin cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất cho quý cha, cho cộng đoàn giáo xứ Phúc Nhạc. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Chúa cùng anh chị em.
Xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi, an bài chuỗi ngày đời anh chị em trong bình an của Ngài, và ban cho anh chị em muôn phúc lộc chan hòa. Xin Thiên Chúa giải thoát anh chị em khỏi mọi điều nguy hại và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Ngài. Ước gì nhờ được sung mãn các ơn tin cậy mến, anh chị em sinh nhiều hoa quả thiêng liêng và việc lành phúc đức ở đời này, để đời sau được hưởng phúc trường sinh. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng. Người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông lông. Ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa thu.